Vâng, không nằm ngoài dự đoán của nhiều người thì ngay sau khi được đưa ra thì bản kế hoạch của ông Trump đã nhận được rất nhiều quan điểm trái chiều. Mặc dù cũng được xem là khá gần với quan điểm kinh tế truyền thống của Đảng Cộng Hòa, thế nhưng không ít chuyên gia cho rằng nhiều điểm của bản kế hoạch là khá phiêu lưu. Theo báo chí thì chính sách thuế của ông Trump sẽ làm giảm thu nhập thuế của chính phủ Mỹ tới 10.000 tỷ đô la Mỹ trong 10 năm tới. Ngược lại thì các cam kết cắt giảm chi tiêu lại không lớn, dẫn đến việc nguy cơ thâm hụt ngân sách. Các chuyên gia cũng nhận định sẽ chỉ có giới nhà giàu mới được hưởng lợi nhiều nhất từ hệ thống thuế mới của ông Trump. Đối thủ của ông là bà Hillary Clinton cũng không bỏ qua cơ hội công kích bản kế hoạch này. Chính sách của ông ấy lại là một kế hoạch nữa nhằm vắt kiệt nền kinh tế. Điều đó không giúp tạo ra tăng trưởng, cũng không có ích cho số đông người Mỹ, mà chỉ tốt cho những người thuộc nhóm giàu nhất. Vâng, bà Hillary Clinton cũng được dự kiến là sẽ trình bày chi tiết chính sách kinh tế của mình trong tuần này. Và truyền thông cũng đang rất muốn so sánh xem là giữa hai ứng viên thì ai sẽ là người lãnh đạo nền kinh tế Mỹ tốt hơn. Và một trong những so sánh thú vị nhất đã thuộc về hãng tin Reuters. Hãng này đưa ra một công cụ cho phép độc giả tự sắp xếp một đội ngũ kinh tế cho cả hai ứng viên và sau đó so sánh xem đội ngũ nào sẽ giành điểm số cao hơn. Dĩ nhiên là kết quả này chỉ mang tính tham khảo, bởi cho dù là ông Trump hay là bà Hillary có đắc cử thì họ cũng không thể chỉ dựa vào những nhân vật trong nội bộ đảng của mình để điều hành nền kinh tế Mỹ, mà đều cần phải kết hợp với những người tài năng nhất của cả hai đảng. Tuy nhiên đây vẫn có thể xem là một phép thử thú vị giúp người Mỹ cân nhắc quyết định bỏ phiếu của mình vào tháng 11 tới.